Đẹp trai thấy sai sai là bộ phim xoay quanh câu chuyện về hai anh em Jae-pyo và Sang-woo với vẻ ngoài điển trai xuất chúng. Sau 10 năm làm lụng trên thành phố thì nay họ cũng đã dành dụm được một số tiền để về quê mua nhà tận hưởng thú vui điển viên. Và để thuận tiện cho việc sửa sang lại nhà cửa thì Jae-pyo và Sang-woo đã cùng nhau dừng xe tại một siêu thị mua đồ. Tại đây bọn họ đụng mặt với một đám thanh thiếu niên cũng đang mua sắm chuẩn bị cho kỳ nghỉ dưỡng tại vùng quê đó. Chỉ là lần gặp đầu tiên có vẻ như chẳng mấy vui vẻ cho lắm. Người em Sang-woo lương thiện muốn kéo cô gái bị ngã dậy thôi mà lại bị hiểu lầm là biến thái vì vẻ bề ngoài. Suýt chút nữa thì giữa hai nhóm người đã xảy ra ẩu đả. Cũng chính vì lòng tốt đặt không đúng chỗ này mà trên đường đi tới căn nhà mới mua, anh trai Jae-pyo đã phải mắng cho cậu em ngây thơ của mình một trận. Quay trở lại với nhóm thanh thiếu niên ban nãy, bọn họ vừa đi vừa vui vẻ bắt nạt đàn anh nhút nhát Byung do khiến anh ta không thể tập trung lái xe. Vô tình chuyện này làm chiếc xe tông phải một con dê đen đang đứng bên đường. Sau khi xuống xe xem xét, mấy cô cậu này không những chẳng có vẻ gì là hoảng hốt hay sợ hãi, ngược lại còn hào hứng rủ nhau chụp ảnh selfie vì đây là lần đầu đâm chết một con dê. Sau khi đám thiếu niên rời đi thì hai anh em Jae-pyo và Sang-woo lại tình cờ bắt gặp con dê đen lúc nãy. Thấy đáng thương nên bọn họ muốn đem nó lên núi chôn cất. Ai mà ngờ được cũng chỉ vì vẻ bề ngoài có chút xuất chúng mà bọn họ lại bị cảnh sát để mắt tới. Hai anh cảnh sát kiểm tra lý lịch một hồi thấy trong sạch, cái xác máu me gói trong bọc cũng chỉ là con dê nên đành phải cảnh cáo đừng có mà gây sự rồi thả cho Jae-pyo và Sang-woo đi. Hai anh em tiếp tục đánh xe lên núi để tìm gặp người môi giới bán nhà. Tại đây Jae-pyo không thể tin rằng hình chụp căn nhà trên ảnh và ngoài đời lại khác nhau một trời một vực như thế. Cơ mà vì thằng em Sang-woo ngây thơ của mình lại ưng ý căn nhà rách này quá nên đành phải tặc lưỡi thanh toán. Sau xuôi mọi thủ tục pháp lý, cuối cùng bọn họ đã có thể mang vác toàn bộ dụng cụ vào trong để sửa sang lại căn nhà. Sang-woo bảo anh mình rằng trước khi vào ở thì phải cũng tân gia chứ, nhưng ông anh đã không đồng ý lại còn mắng. Jae-pyo chỉ là muốn chống tay nghỉ mệt tí thôi, ai dè cái cột nhà lại gãy mẹ luôn làm hai anh em ngã cả ra sàn. Đúng là trong cái rủi còn có cái xui, vô tình thế nào cú ngã này lại giúp hai người phát hiện ra căn nhà mới của mình còn có một tầng hầm. Sau khi mở ra và bước xuống tham quan, Jae-pyo và Sang-woo phát hiện ra giữa phòng có vẽ một vòng tròn cùng ký hiệu đầu dê vô cùng kỳ quái. Ở bên cạnh còn có cả một cây súng hàng thật vẫn còn hẳn hai viên đạn bạc. Có vẻ là đồ hiếm nên bọn họ chẳng còn quan tâm đến sự kỳ quái của nơi này nữa mà mừng rỡ ra mặt. Jae-pyo bảo thằng em mình rằng trời sắp tối rồi phải tranh thủ chôn cất con dê thôi. Thế là hai người lại rong nhau lên núi vừa đắp đất vừa cầu nguyện. Xong việc bọn họ vui vẻ rủ nhau đi câu cá mà không hề hay biết ụ đất phía sau lưng đột nhiên lan tràn một màu đen thần bí. Trở lại với nhóm thanh thiếu niên, tối đó sau khi chơi đùa và ăn uống no say, Sung-bin và Mina đánh lẻ cùng tách nhóm và ngồi kể nhau nghe những câu chuyện. Cô trai ghé sát cô gái và kể rằng đây là quê của ông mình. Trước đây ông từng kể rằng nơi này có một cô gái bị quỷ ám, cứ đêm đến là cô ấy chạy như dê và làm hại mọi người. Chuyện này làm náo loạn cả làng nên vì vậy mà người dân trong làng đã đi bắt cô gái đó giao cho một vị linh mục cao tay xử lý. Theo mạch kể chuyện của thiếu niên, khung cảnh cũng chuyển về buổi trừ tà năm ấy. Thì ra nơi thực hiện nghi lễ chính là ngay tại căn tầng hầm ngôi nhà mà anh em Jae-pyo và Sang-woo mới chuyển đến. Sung-bin tiếp tục kể rằng do xui xẻo mà ông họ mình cũng đã mất mạng bởi cô gái quỷ ám vào ngay ngày hôm đó. Con quỷ sau khi giết người còn không ngừng lè lưỡi cho ngươi vị linh mục. Ông ta tức giận rút ra một khẩu súng và bóp có găm một viên đạn bạc vào giữa đầu cô gái. Nói đến đây, cậu trai lôi từ trong ví ra một lá bùa với những nét vẽ trẻ con và khoe rằng ông mình đã mua nó với giá 10 triệu từ một thầy pháp có tiếng. Chuyển cảnh tới ông chú môi giới bán nhà, sau khi được diện kiến nhan sắc của Jae-pyo và Sang-woo, ông quyết định sẽ chuyển đi nơi khác sống một thời gian vì lo sợ căn nhà rách mà xảy ra vấn đề gì thì hai anh em bọn họ sẽ tìm mình tính sổ. Trong một căn phòng nơi chủ nhân cũ của ngôi nhà đang nằm liệt giường, ngoài cửa sổ gió to đến nỗi lật tung cuốn sách đang để trên bàn khiến nó vô tình mở ra một trang với nội dung: sau 6 năm 6 tháng trôi qua lấy dê làm tế vật mở ra cánh cửa địa ngục. Trở lại với nhóm thiếu niên, Mina trong phòng tắm vừa soi gương vừa ngượng ngùng nghĩ Sung-bin thích mình. Ai mà ngờ được vừa bước chân ra phòng khách thì lại nghe thấy hắn ta đang bàn tính với cậu bạn bên cạnh rằng muốn chơi đùa với Bora trước khi sang Mỹ. Mina tức giận hét lên hỏi rằng Bora hiện giờ đang ở đâu. Cảnh chuyển tới hai anh em Jae-pyo và Sang-woo, hai người đang cùng nhau ngồi câu cá. Chợt Sang-woo quay qua hỏi anh mình rằng chúng ta đẹp trai sán lạn như thế này mà tại sao vẫn chưa ai kiếm được người yêu. Jae-pyo bật cười rồi trả lời rằng quên chuyện bồ bịch đi, con gái cũng là con người thôi. Vừa dứt lời thì thằng em đã vỗ vai trợn tròn mắt nói có con gái thật kìa. Bọn họ ngay lập tức nhìn sang phía bờ sông bên cạnh thì trông thấy bóng dáng của Mina. Cô nàng đứng đó sốt sắng gọi điện thoại cho bạn mình là Bora. Thế nhưng Bora giờ còn đang mải chim chuột với trai thì làm gì có thời gian bắt máy. Quá tức giận, Mina lập tức hét lớn để giải tỏa nỗi lòng khiến mọi người gần đó ai cũng giật bắn mình. Bất ngờ lúc này cá lại cắn câu khiến cho không gian yên tĩnh vang lên một tiếng động. Mina tò mò quay qua nhìn thì bắt gặp hai anh em Jae-pyo và Sang-woo đang ôm nhau kéo cần câu. Ánh mắt ta chạm nhau, cô nàng sợ hãi lùi lại một bước, không ngờ lũi một ly đi một dặm lùi luôn xuống sông. Jae-pyo không chần chừ cởi áo khoác lao xuống nước cứu cô gái lên như một người hùng. Trên bờ thấy lay mãi mà Mina không tỉnh, hai anh em liền thực hiện ép tim và định hô hấp nhân tạo cho cô gái. Đột nhiên lúc này Mina mở mắt trông thấy cảnh Sang-woo đang chu mỏ vào mặt mình, lại còn thêm cả ông chú Jae-pyo cởi trần hì hục trên người cô. Quá sợ hãi, Mina lập tức ngồi bật dậy đạp tung hai người đàn ông ra rồi bỏ chạy. Bất cần thế nào lại bỏ chạy vào bụi cỏ xong bị vấp ngã hôn mê trên nền đất luôn. Jae-pyo và Sang-woo tốt bụng muốn cõng cô gái về nhà cứu chữa, ai ngờ lại bị Bora và cậu bạn trai đứng gần đó trông thấy toàn cảnh hiểu lầm hai người kia là bắt cóc. Tại căn nhà mới trong rừng, Bong-woo một mình ở nhà canh nhà chứng kiến được cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Cánh cửa chính đột nhiên bật mở, dường như có một thứ gì đó đang di chuyển từ dưới hầm ra tới nấm mồ mới chôn. Tại đó một cái chân dê bất ngờ trồi lên khỏi mặt đất, bầu trời nổi dông lốc sấm chớp và bắt đầu đổ một cơn mưa lớn. Về phía căn biệt thự nghỉ dưỡng, Bora và bạn trai hớt hải chạy về báo tin cho mọi người rằng Mina đã bị hai người đàn ông hồi chiều bắt cóc. Sung-bin nghe xong đang định rút điện thoại ra gọi cho cảnh sát thì chợt nhớ rằng mình đã đưa máy cho Mina mất rồi. Hóa ra thằng chó này chẳng hề lo lắng cho cô bạn mà chỉ sợ số ảnh bú bóng trong máy của mình bị hai anh em nhà kia tuồn ra ngoài làm ảnh hưởng đến danh tiếng. Thậm chí đến cả hội bạn xấu tính cũng chỉ chăm chăm lo mấy clip ăn chơi bị bại lộ. Bên phía Jae-pyo và Sang-woo,
Do trời mưa mà đường lại còn dốc nên dù có nỗ lực đẩy thì xe của bọn họ vẫn chết máy. Tên đàn anh Byung Jo trông thấy đám bắt nạt mình đang phải hoảng hốt lo sợ thì vô cùng hả dạ, cười như điên như dại. Cũng chính vì vậy mà lại một lần nữa hắn ta mất tập trung đâm vào con dê đen ở bên đường. Nhưng mà lần này con dê lại bất ngờ leo lên xe và liên tục tấn công người đâm mình, khiến Byung Jo sợ hãi phải vứt xe bỏ chạy. Sáng hôm sau tại căn nhà trên đồi, Mina thức dậy nhớ lại toàn bộ mọi chuyện xảy ra đêm qua thì vô cùng cẩn trọng quan sát xung quanh. Nhìn ra cửa sổ trông thấy dáng vẻ giận dữ đập phá đồ đạc của Jibiu, cô nàng mau mau mải mải mặc quần áo và trốn ra ngoài. Ai dè vừa ra đến cửa thì lại bị cả hai anh em bắt gặp. Quá hoảng sợ, Mina vung cây gậy sắt trong tay định bổ thẳng vào người trước mặt. May mắn là cây gậy chỉ cắm vào xà nhà. Sau một hồi giải thích đầu đuôi ngọn ngành sự việc thì cô gái cuối cùng cũng nhận ra mình đã hiểu lầm. Sang-woo chu đáo chuẩn bị cả một bàn đầy thức ăn ngon chiêu đãi vị khách đầu tiên của gia đình. Trên bàn ăn ba người giới thiệu tên đầy đủ và cùng nhau trò chuyện. Bên ngoài ngôi nhà, đám bạn của Mina đang xếp hàng ngang mai phục từ đêm qua tới giờ. Đám người xấu tính đó đẩy một cậu bạn nhút nhát nhất lên trước bắt cậu ta đi thám thính. Anh trai Yang Jun này chạy vào núp sau cuộc quan sát, trông thấy Mina trong nhà đang bị Sang-woo dùng tay ghì cổ vật lộn thì hết cả hồn. Đâu thể ngờ được rằng hai người đó chỉ là đang tranh nhau xem ai rửa bát. Cuối cùng Sang-woo cũng chịu thua đành xuống nước nói vậy thì cả hai cùng làm đi. Cơ mà trước khi rửa bát ông chú phải bật một bài nhạc để khuấy động không khí cho dễ làm việc cái đã. Sang-woo nhảy nhót quanh nhà một vòng sau đó chạy tới chỗ Mina cười nói vui vẻ cùng nhau rửa bát. Cảnh tượng này bị Yang Jun bên ngoài chứng kiến hết tất cả. Cậu ta dứt khoát chốt luôn một câu đúng là hội chứng Stockholm. Bất ngờ lúc này Jae-pyo ngoài sân khởi động máy cưa để chuẩn bị cưa khúc gỗ. Xui xẻo thế nào lại cưa trúng khúc gỗ mà bên trong ruột nó chính là tổ ong. Đàn ong từ trong thân cây bay ra tứ tung khiến ông chú Jae-pyo hoảng hốt vung máy cưa loạn xạ. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến máy cưa chém vào đầu con ma nơ canh gần đó khiến đầu nó văng tới gần chỗ cậu thanh niên. Cùng lúc đó chú Jae vác máy cưa vừa la hét vừa chạy vọt ra dọa cho thằng nhóc hoảng sợ bỏ chạy. Đám bạn bên ngoài trông thấy cảnh này cũng ba chân bốn cẳng chạy té khói bỏ lại một mình Bora. Cảm nhận rằng Jae-pyo đang vác máy cưa chạy về hướng của mình, Bora không kịp nghĩ nhiều mà té lẹ. Ai ngờ ông chú chỉ là cố gắng cảnh báo cô gái hãy chạy về phía bạn mình đi vì ở đây có ong bắp cày. Nhận ra mình không bị đuổi giết, Bora lúc này mới đứng dậy tức giận hét lớn tên rác sơn rồi đạp vào thân cây một cái. Điều này vô tình khiến một cành cây trên cao bị đổi hướng và đâm thẳng vào người Bora làm cô nàng tử vong tại chỗ. Cảnh chuyển tới hai anh cảnh sát tuần tra khu vực, tên tiền bối đang chán nản vì gần đây chẳng có vụ nào để làm. Hắn ta nghi ngờ hai anh em Jae-pyo và Sang-woo vì trong mặt bọn họ rất đáng nghi. Còn đang mải lèm bà lèm bèm thì hai người bất ngờ phải thắng gấp vì bóng dáng lảo đảo chạy ra giữa đường. Tên đàn anh Byung Jo lững thững bước tới đòi mở cửa xe mặc dù đã được cảnh báo là đừng có tới đây. Hắn ta luôn miệng nói rằng con dê tấn công tôi nhưng hai anh cảnh sát mải mê la hét chẳng nghe được gì nữa, trở lại với căn nhà nhỏ trên đồi. Mina sau khi biết rõ bộ mặt thật của cả nhóm thì quyết định sẽ tạm nghỉ chơi và cùng hai anh em Jae-pyo và Sang-woo trở về Seoul trước. Chỉ là vừa cầm máy lên nhắn tin cho các bạn thì điện thoại lại hết tiền nên không gửi đi được. Lúc này Sang-woo từ bên ngoài bước vào nói đợi anh trai trở về rồi chúng mình cùng đi nha. Trong lúc chờ đợi ông chú tranh thủ pha loãng sơn để sơn sửa lại nhà cửa. Vừa làm còn vừa động viên Mina đừng buồn vì đoán rằng hôm qua cô cãi nhau với các bạn. Cơ mà khuyên người ta một đằng thì ông chú lại đi làm một nẻo. Sang-woo ngồi khóc ngon ơ vì cảm động cho tình bạn thắm thiết của cả nhóm làm nước mắt rơi lã chã vào thùng sơn. Từ bên ngoài Jae-pyo vác khuôn mặt sưng phù chảy cả dãi thất thểu bước vào. Sau khi bị thằng em tra hỏi xem anh bị làm sao thì ông chú mới khạc ra một con ong rồi trả lời rằng mình bị ong chích. Bên phía Bora khi nãy ba cậu bạn bỏ chạy một hồi quay trở về thì phát hiện bạn mình đã chết từ lúc nào rồi. Thế là toàn bộ nghi vấn của bọn họ đều dồn hết lên người ông chú Jae-pyo. Một tên trong đám sợ hãi khuyên các bạn hãy bỏ chạy đi, chúng ta không gánh vác nổi đâu. Nhưng mà ý kiến này ngay lập tức bị Sung Bin dập tắt. Hắn ta ích kỷ lo sợ chiếc điện thoại của mình sẽ bị lộ thông tin nên muốn xử lý hai anh em nhà kia chứ không hề mảy may lo lắng cho Bora hay Mina. Trở lại căn nhà nhỏ, Sang-woo đang tỉ mỉ giúp anh mình bôi thuốc vào vết thương. Jae-pyo mùng đau nhưng vẫn thuật lại câu chuyện rằng hồi nãy ông bắt gặp đám bạn của Mina tìm đến đây nhưng sau khi thấy ong bắp cày thì bỏ chạy hết rồi. Đoán rằng bọn họ chắc là tìm đến để đón Mina về đó. Vậy là Sang-woo liền hớn hở giữ cô gái ở lại chơi với hai anh em rồi cùng chờ bạn đến đón luôn. Mina cũng vui vẻ đồng ý. Trong thời gian chờ đợi, cô gái cùng ông chú Sang-woo vừa mở nhạc vừa vui vẻ sơn lại căn nhà. Bọn họ còn cùng nhau vẽ một tấm biển tên đầy màu sắc và cùng nhau selfie để lưu giữ kỷ niệm. Trông thấy chú Sang-woo dùng máy bắn đinh để đóng một số đồ nội thất, Mina cũng muốn chú cho mình thử. Chỉ là vừa thử được một hồi thì cô nàng đã bắn đinh linh ta linh tinh làm hỏng hết cả. Jae-pyo đang nạo gỗ bên kia thấy thế bèn lớn tiếng chửi sao chú lại cho con bé mượn máy chúng ta cùng nhau mang về chứ, đó là cái máy yêu dấu của anh đấy. Tưởng giao ai thế nào, ai ngờ ông anh này cũng chỉ dám chửi con ma nơ canh bên cạnh chứ không nỡ lớn tiếng với thằng đệ yêu dấu. Jae-pyo không còn cách nào để giải tỏa cảm xúc chỉ đành bực bội ném thanh gỗ vào máy bảo mạnh tay hơn. Vừa làm ông chú còn vừa gào lên ầm ĩ khiến cậu thanh niên đang trốn gần đó hoảng sợ bỏ chạy. Cậu ta chạy về báo với đồng bọn rằng tên biến thái giờ đang hưng phấn lắm đấy, có vẻ như nghĩ đến việc giết người nên đang làm loạn cả lên. Sung Bin cùng hai thằng bạn sau khi quan sát công việc đóng gỗ của hai chú cháu nhà kia thì suy đoán rằng Sang-woo đang ép Mina tự đóng quan tài cho mình. Bọn họ thậm chí còn nhìn ra Mina đang khóc mặc dù sự thật là cô gái chỉ bị mùn gỗ bay vào mắt mà thôi. Một hồi sau trông thấy bạn mình nằm vào thùng gỗ cho Sang-woo chụp ảnh. Mấy ông tướng còn vẽ cả ra chuyện tên biến thái đang lưu lại toàn bộ quá trình chôn cất nạn nhân. Sung Bin ngay lập tức quay qua phân phó nhiệm vụ. Mình và Yang Jun sẽ xử lý Sang-woo, còn Jack Sơn sẽ đi xử lý tên đã giết bạn gái cậu ta sau đó lấy lại chiếc điện thoại. Jack Sơn nghe xong liền lôi từ trong người ra một con dao. Hai thằng nhóc kia cũng thủ sẵn cho mình mỗi đứa một cây gậy đánh gôn làm vũ khí tiến gần về phía ngôi nhà. Cứ tưởng phải thế nào, ai dè anh trai Jack Sơn này vừa test thử kỹ năng phi dao thì đã phi ngay trúng chân mình. Mặc dù đau đớn nhưng vẫn phải bịt mồm lại không dám kêu vì sợ bị phát hiện. Bên kia Sung Bin và Yang Jun đang đi thì bị Mina bất ngờ đứng lên trông thấy. Sang-woo lúc này cũng vui vẻ đứng dậy chào hỏi, vô tình làm dây điện bị hở của cái máy bắn đinh rơi vào vũng nước. Sung Bin hét lớn lao tới tấn công nhưng không may lại đạp trúng vào vũng nước đó nên bị điện giật cho xì khói ngã lăn ra đất bất tỉnh.
Yang Jun không chịu thua cũng muốn tiếp nối thằng bạn nên cũng phi thẳng đến. Nhỏ thay ông anh này còn thê thảm hơn, bị vấp phải dây điện ngã thẳng vào thùng gỗ suýt cắm đầu vào đinh. Ừ thì cứ tưởng né được đinh rồi, ai ngờ cây gậy đánh gôn lại từ trên cao rơi xuống ấn đầu thằng nhỏ cái phập một phát. Sang Gu rón rén tiến tới kiểm tra chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi trào ra. Bên khác Giác Sơn vẫn cố chấp rút dao ra muốn tấn công Jepil. Cậu ta vừa lao thẳng tới thì ông chú lại quay đầu đi lấy gỗ khiến Giác Sơn cắm đầu vào máy bảo gỗ bị xay thành mảnh vụn. Sang Gu và Mina còn đang lo lắng mọi việc sao lại thành ra như thế này thì Jepil đã chạy ra la hét ầm ĩ kể lại đầu đuôi câu chuyện. Sau khi biết cả đám bạn của mình đều đã chết, cô gái không khỏi sang chấn tâm lý ngất xỉu ngay lập tức. Cái vòng tròn quỷ dị cùng với ký hiệu đầu dê dưới tầng hầm lúc này ngày càng phát sáng. Số lượng người chết trên đó đã đạt tới ký hiệu số 3 rồi, cảnh chuyển tới chỗ hai anh cảnh sát. Sau khi nghe Byung Jun thuật lại rằng đã thấy hai tên biến thái bắt cóc đám bạn của mình, bọn họ nhanh chóng lên xe đi điều tra. Trở lại với căn nhà nhỏ trên đồi, Sang-gu vừa đặt Mina lên giường chăm sóc liền bị anh trai gọi ra nói chuyện. Jae-pyo không dám ra tự thú báo cảnh sát trước rằng lũ nhóc kia tự sát vì lo sợ nếu chẳng may xảy ra sai sót thì rất có thể hai anh em sẽ phải ngồi tù. Ông ta đưa ra suy đoán rằng đám bạn của Mina đều là một lũ cuồng tín giả tạo nên mới tự hiến tế bản thân như một vật tế thần. Còn Mina thì rất may mắn đã phản bội lại bọn họ và chạy thoát. Hai người đoán giả đoán non một hồi cuối cùng vẫn chẳng thể đưa ra kết luận. Bên ngoài nhà Sung Bin bị điện giật bây giờ mới tỉnh. Chiếc xe của hai vị cảnh sát vừa lên tới nơi thì không may tông trúng chiếc cào làm bình xăng bị rò rỉ. Bọn họ phát hiện ra xác của Yang Jun và Giác Sơn ngoài sân và còn bon ớt thêm cả cái mộ cho gì nữa. Đoán chừng rằng gò đất này nằm ở đây vì hai anh em nhà kia đã lén lút chôn cất ai đó. Ba người đang mải mê chụp lại ảnh hiện trường vụ án thì bất ngờ từ phía sau Sung Bin xuất hiện tố cáo hai tên đó là những tên bệnh hoạn vô cùng trí năng nên không được lơ là. Byung Jun đang định tiến tới hội ngộ với thằng chó từng bắt nạt mình thì Sung Bin đã nhanh chân đạp cho anh ta một phát. Hai cảnh sát thấy thế phải mau mải can ngăn hỏi rõ tình hình hiện trường. Sung Bin trả lời rằng mình ngất rồi nên không nhớ nhưng chắc chắn bọn chúng có đặt bẫy ở xung quanh ngôi nhà. Nghe vậy tên cảnh sát tiền bối liền lệnh cho đàn em đưa mấy đứa này vào trong xe còn mình sẽ đi vào trong xem xét. Tình cơ toàn bộ mọi chuyện đã bị cả hai anh em Sang-gu và Jae-pyo nghe thấy tất cả. Bọn họ lôi nhau vào phòng lo lắng tính toán xem lỡ may bị bắt thì ai sẽ cho Bong-gu ăn cơm đây. Rồi Sang-gu đề xuất rằng trong lúc anh trai nói chuyện với cảnh sát thì mình sẽ tới chỗ máy nghiền lôi cậu học sinh kia ra. Ông cảnh sát bên ngoài nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện liền chỉ rủa rằng mấy tên khốn này còn tính thu dọn hiện trường. Cuối cùng Jae-pyo chốt lại rằng hãy để mình đi nói chuyện với cảnh sát còn em trai cứ ở yên đây. Đột nhiên lúc này từ bên ngoài ông chú cảnh sát đạp cửa xông vào. Cứ tưởng sẽ cuồng ngầu như trên phim ai dè lại lọt mẹ chân qua ô cửa kính nhục ơi là nhục. Cánh cửa vừa mở ra ông ta đã vội vàng chĩa súng vào hai người đe dọa hãy đứng yên đó. Trông thấy Mina bị cuốn chặt trên giường bằng túi ngủ thì mọi chuyện lại càng trở nên đáng nghi hơn. Ông cảnh sát hét lớn kêu hai người hãy giơ cao tay lên rồi đi ra ngoài nhà. Tại đây ông ta chẳng những không để cho hai người kịp giải thích mà còn bắt họ nằm úp xuống sàn nhà. Đang định lấy còng tay để còng lại thì xui xẻo đụng trúng cái cột nhà khiến miếng gỗ rơi xuống cắm thẳng vào đầu ông cảnh sát. Jae-pyo và Sang-gu lo lắng tiến tới hỏi han khiến hắn ta sợ hãi lùi về phía sau vô tình đặt tay vào ấm nước rồi. Cảm thấy quá nóng hắn theo phản xạ giơ tay lên cao bóp cò súng làm cái đèn trùng trên trần nhà rơi xuống. Ba người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn thì trông thấy ông chú cảnh sát đang lảo đảo chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa ông ta ngã ụp một phát xuống đất một lần nữa vô tình bóp cò súng làm đạn bắn về hướng chiếc xe ô tô đang rò rỉ xăng. Lửa bất ngờ bốc lên bám vào chiếc quần của cảnh sát Nam Ki-ung-su khiến anh ta hoảng hốt bỏ chạy. Jae-pyo vội vàng lấy tấm vải trên mặt đất chạy tới dập lửa giúp anh cảnh sát. Sang-gu cũng tốt bụng phi ngay vào nhà lấy ra hai chai nước dội vào để giúp đỡ. Chỉ là không ngờ vừa đổ xuống thì lửa lại bốc lên ngày càng to hơn làm Nam Ki-ung-su bỏ chạy tới gần chiếc xe khiến nó phát nổ. Tiếng bùng vang lên cũng là lúc một chiếc cào từ đâu bay tới bổ thẳng vào đầu ông cảnh sát tiền bối. Không gian xung quanh bấy giờ mới yên tĩnh hơn một chút. Jae-pyo đứng bên cạnh chửi thằng em mình rằng anh đã bảo đó là dung môi đừng có đổ vào rồi mà. Sang-gu trông thấy hai đứa học sinh vẫn chưa chết liền mừng rỡ hét lên. Chỉ là không ngờ Sung Bin lại nổi đó lên chạy tới cầm súng của cảnh sát nam liên tục bắn về phía hai anh em. Bọn họ hoảng sợ bỏ chạy vào trong nhà để trốn còn tên nhóc bên ngoài bắn một hồi thì súng cũng hết đạn. Hắn ta ngay lập tức đổi mục tiêu lấy Bong-gu ra đe dọa hai anh em ép bọn họ phải ra ngoài sau đó cầm súng mai phục sẵn. Vì quá lo lắng cho em chó cưng mà hai người phải lập ra một kế hoạch tác chiến. Sang-gu sẽ mặc đồ bảo hộ và cầm súng bắn đinh chạy ra ngoài làm mồi nhử còn Jae-pyo nhân lúc đám học sinh không chú ý giải cứu Bong-gu. Âm thanh náo loạn của cuộc chiến vô tình làm Mina tỉnh giấc chạy ra ngoài hỏi chú Sang-gu xem đã xảy ra thêm chuyện gì nữa vậy. Cảnh chuyển tới ông lão chủ cũ của căn nhà đang nằm hôn mê tại bệnh viện. Trong giấc mơ ông ta nhớ lại khi còn trẻ có lần vị mục sư trừ tà cao tay đột nhiên muốn bỏ đi biệt xứ. Trước khi đi cha xứ có để lại một quyển sách và dặn dò rằng sau này chúa sẽ dẫn đường chỉ lối cho con. Chỉ là câu này mục sư nói bằng tiếng Anh nên tới tận bây giờ ông lão vẫn méo hiểu. Thế rồi đột nhiên ông ta bừng tỉnh vội vàng lục lọi khắp căn phòng để tìm quyển sách ngày xưa. Nội dung trên đó viết rằng 6656 tháng trôi qua năm kẻ ác hiện thế tế dê và mở ra cánh cửa địa ngục. Những tên đó trở thành vật tế, nhờ sự giúp đỡ của kẻ ngu ngốc không phân biệt được thiện ác mà ba format sẽ thức tỉnh và thiêu rụi thế gian. Tối đó sau một hồi rượt đuổi cuối cùng Sung Bin và Byung Jun đã bắt được ông chú Jae-pyo. Thằng nhóc Sung Bin dùng gậy đánh gôn liên tục đập vào người đối diện khiến ông ta máu me đầy mình. Jae-pyo luôn miệng khẳng định rằng anh em bọn họ không làm gì cả vì vậy đừng đánh nữa nhưng cậu ta không tin. Đúng lúc này Sang-gu và Mina soi đèn pin đi vào rừng tìm kiếm vừa hay lại bắt gặp ba người bọn họ. Ông chú vừa mừng rỡ chạy tới chỗ anh trai thì ngay lập tức bị Sung Bin táng cho một phát vào đầu ngã lăn ra đất bất tỉnh. Mina thấy mọi chuyện đã đi quá xa rồi nên nhanh chóng lên tiếng giải thích rằng tất cả mọi chuyện chỉ là bọn họ hiểu lầm thôi, các chú là những người bình thường. Tớ cũng rất khổ sở khi thấy các cậu ấy vì đi tìm tớ mà gặp chuyện nhưng tất cả thực sự chỉ là do tai nạn. Sung Bin nghe đến đây bèn thuận miệng chửi một câu đúng là đồ điên, tôi đến đây chỉ vì muốn tìm chiếc điện thoại này thôi chứ không phải vì cậu. Vừa hay chú Sang-gu tỉnh dậy giúp Mina giáo huấn thằng chó kia rằng cậu nhóc nói hơi nặng lời với bạn bè rồi đấy. Sung Bin nghe xong lời này thì bật cười khanh khách trả lời rằng mình ai là bạn cậu ta chứ. Mấy đứa ăn mày thường hay ảo tưởng vì thế nên suốt ngày toàn bị lũ bạn phản bội thôi, đúng là bọn ngu đần.
Vừa dứt lời thì hắn ta ngay lập tức bị Byung Jun phía sau cầm cảng đá đập cho một nhát vào đầu. Tên đàn anh vội vã chạy lại cướp lấy cái điện thoại rồi bồi cho Sung Bin thêm mấy câu chửi thẳng mặt, sau đó nhanh chân chạy vào rừng. Chỉ là méo hiểu sao vừa chạy vào đã mau mau mải mải chạy ra kêu cứu nói là có gì đó. Cả đám nghe vậy bèn quay ngoắt ra nhìn về hướng khu rừng. Bất chợt từ trong đó Bora tưởng chừng đã chết lại oạt ảo oạt ẹo đi ra rồi hóa thú lao tới tấn công mọi người. Ô hình như không phải đâu, con quỷ dê đó chỉ nhắm tới người đã lái xe đâm chết nó mà thôi, nên một mực đuổi theo Byung Jun vào rừng. Sung Bin nhớ lại câu chuyện ông mình từng kể đoán rằng Bora đã biến thành quỷ dê nên cũng sợ hãi té luôn. Dê Piu trông thấy thằng em mình cũng có vẻ sợ bèn quát lớn, ma quỷ cái gì chứ còn không mau cởi trói cho anh đi. Thằng nhóc Sung Bin trở về ngôi nhà trên núi lùng sục khắp nơi tìm chìa khóa xe, ai ngờ lại thấy trong ngăn kéo có một khẩu súng. Hai anh em nhà kia cùng cô gái vừa về tới liền bị hắn ta chĩa súng thẳng mặt đe dọa ép họ phải đưa chìa khóa xe cho hắn. Mina tức giận tiến lên hỏi rốt cuộc cậu muốn làm gì chứ, tớ đã nói tất cả chỉ là hiểu lầm rồi mà, cầu xin cậu đó tỉnh táo lại đi. Thế nhưng cậu ta nhất quyết không nghe mà nặng nặc đòi lấy chìa khóa xe. Không còn cách nào khác, chú Jae Pyo đành phải ném chìa khóa xe của mình cho thằng khốn nạn này. Cơ mà hắn ta vừa chạy ra đến cửa thì bắt gặp Byung Jung với cái đầu có thể xoay được hẳn 360 độ. Quá sợ hãi, Sung Bin đóng sầm cửa chạy vào trong nhà hy vọng có thể cầu cứu mọi người. Bất ngờ con quỷ dê phá vỡ cửa kính xông vào nhà nói rằng Sung Bin à, kẻ đó muốn cậu làm ba người ngồi trong phòng sợ hãi cùng nhau núp ra sau ghế. Sung Bin nghe thấy thế thì sợ vừa cờ lờ nhanh chóng rút lá bùa trị giá 10 triệu ra khỏi con quỷ. Cứ tưởng ngon ăn rồi, ai dè Byung Jun chỉ thổi một phát là lá bùa liền bốc cháy. Quỷ dê ngay lập tức nhảy bổ lên người Sung Bin mà cắn xé. Mina chứng kiến cảnh này sợ hãi lay các chú cầu xin hãy cứu cậu ấy. Nói xong cô gái liền mau mải chạy ra ngăn cản con quỷ, làm Sang-gu cũng phải chạy theo giúp đỡ. Bọn họ hợp tác cùng nhau nhốt con quỷ xuống dưới hầm, chỉ là không ngờ quỷ dê còn danh ma hơn, nó trực tiếp trồi lên cầm chân Sung Bin sau đó kéo phát xuống dưới sàn. Cậu ta vừa ngã xuống cũng là lúc vòng tròn ma thuật hoàn thiện đủ 5 mạng người chết và phát ra ánh sáng đỏ rực như lửa. Ông chủ nhà lúc này mới tới thì đã quá muộn, con quỷ dê đã thức tỉnh. Trong nhà Jae-pyo sau khi chứng kiến một màn này mới hối hận quay qua bảo em trai rằng hãy chôn nó đi rồi làm một lễ cúng bái thật lớn. Sang-gu trả lời rằng giờ mới làm thì sao còn kịp nữa má. Mina thấy hai ông chú có vẻ bình tĩnh liền bảo mấy chú à, cháu nghĩ là bây giờ chúng ta nên ra khỏi đây. Thế là ba bọn họ chạy ra đến cửa thì bắt gặp ông chủ nhà. Ông ta giật mình giơ cây thánh giá lên rồi chỉ lần này là hẳn hai con quỷ sao, mau thả cô bé ra. Chưa kịp để hai anh em giải thích thì phía bên cạnh đã đột ngột vang lên một tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người. Bên trên xà nhà lúc này là hình dạng của Sung Bin sau khi đã bị quỷ dê ám, anh ta mọc ra hai cái sừng trên đầu. Lão chủ nhà thấy thế liền giơ cây thánh giá lên phía trước rồi quát lớn 3 format, mau quay về đi, ở đây không có chỗ cho người đâu. Con quỷ tất nhiên không nghe rồi nó dứt khoát lao tới tấn công mọi người. Bên ngoài nhà Nam Kyung Su tỉnh dậy không thấy quần mình đâu, chỉ đành vừa luôn miệng xin lỗi vừa tụ quần tiền bối để thay thế. Phía bên trong ông chủ nhà dùng cây thánh giá muốn ép con quỷ vào trong một căn phòng. Ban đầu thì nó có vẻ sợ hãi nhưng rồi đột nhiên lại đứng thẳng lưng quay ra chửi rằng lão cha xứ ông vẫn đần thế à, muốn diệt quỷ thì phải tạo kết giới. Ông chủ nhà vừa kịp thốt ra hai từ thế à thì ngay lập tức bị oánh bay ra ngoài. Con quỷ dê thấy kẻ duy nhất biết cách trấn áp mình đã phế rồi liền đắc ý nói tất cả các ngươi sẽ bị thiêu chết bởi ngọn lửa địa ngục. Ông chú Jae Pyo quan sát xung quanh hắn ta toàn là dung môi xăng dầu nên nhanh chóng rút bật lửa ra cho con quỷ nếm trải lửa địa ngục trước. Nam Kyung Su bên ngoài đang mải mê tụ quần thì bị tiếng nổ phát ra từ căn nhà làm cho giật bắn mình, mau mau mải mải bỏ chạy. Ba người bên trong bấy giờ mới vác ông cụ chạy ra theo để tránh trận hỏa hoạn. Chỉ là không ngờ con quỷ dê vẫn chưa chết, ngược lại còn lành lặn bước ra ngoài kêu gọi tất cả anh em của mình hãy mau tỉnh lại. Hắn ta vừa dứt lời thì thi thể ông cảnh sát và Yang Jun bên cạnh bất ngờ vặn vẹo đứng bật dậy nhảy nhót. Nam Kyung Su trốn gần đó cũng không tin nổi vào mắt mình. Trong tình thế ngàn cân treo sợi bún, ông chú Jae Pyo quyết định rút cây búa từ trên xe xuống rồi nói hãy giao mọi chuyện ở chỗ này cho mình, còn Sang-gu cứ chạy đi và sống thật tốt. Thực ra ông ta còn sức mất dài dòng hơn, nhưng mà vừa quay ngoắt ra thì đã thấy thằng đệ mình chạy trước được một đoạn khá xa rồi. Sang-gu không thấy anh trai đi theo nên quay lại nhìn thì thấy đám xác sống đang lao tới muốn tấn công Jae Pyo. Không thể để anh trai liều chết mội mình nên ông chú quyết định quay lại giúp đỡ. Trước khi đi còn không quên cảm ơn Mina vì đã làm bạn với mình. Ông chủ nhà lúc này mới lấy lại được ý thức dặn dò Mina rằng muốn tiêu diệt được con quỷ thì phải dùng súng của cha xứ. Nghe vậy cô gái ngay lập tức chạy ngược vào nhà đi tìm, thế nhưng mà không may cây súng lại bị bẻ đôi ra mất rồi. Đúng lúc này Bong-gu từ đâu chạy về đem theo một viên đạn bạc. Trở lại với hai ông chú sau một hồi solo thì cũng đã bị con quỷ dê áp đảo. Cứ tưởng sắp bị hóa kiếp đến nơi rồi thì Mina kịp thời cầm máy bắn đinh tới chĩa thẳng vào con quỷ ép nó bỏ cái cưa ra. Ngay lập tức con quỷ biến trở về lại hình dạng Sung Bin tỏ vẻ đáng thương, nhưng cô gái đâu có ngây thơ quyết định nổ súng. Bất ngờ chưa bà già máy bắn đinh lại chưa được cắm điện. Vậy là quỷ dê dứt khoát lao tới bóp cổ Mina nhấc bổng lên. Không may cho nó là ba đánh một không chuột cũng què. Hai ông chú đã nhanh trí giúp cô bé cắm điện cho máy bắn đinh. Mina mạnh mẽ đạp con quỷ ra rồi bắn headshot một phát khiến cái đầu Sung Bin nổ tung. Từ trên không trung một bàn tay siêu to khổng lồ hiện ra túm lấy linh hồn quỷ dê sau đó kéo đi mất, trả lại khung cảnh tươi sáng bình yên lúc ban đầu. Trông thấy mọi chuyện đã được giải quyết, ông chủ nhà nhẹ nhõm làm dấu giữ thập rồi chắp tay cảm tạ. Phía bên trong quyển sách của cha xứ những dòng chữ dần dần hiện ra hoàn chỉnh, nó viết rằng chúa trời sẽ cử xuống 3 vị thiên thần để chiến đấu với 3 format, thần để chiến đấu với 3 format, thần để chiến đấu với 3 format.